Những con cua lông được hấp chín có màu đỏ tươi, no tròn, đầy thịt và gạch cua, nhìn rất hấp dẫn. Mùa cua lông đã đến, năm nay huyện Miêu Lực đã nhập giống cua lông đặc biệt về nuôi. Đây là giống cua lông mới nhất được du nhập từ Thượng Hải, có tên là Bạch Ngọc, Bãi Uy. Cua có thân màu trắng, càng có một số con cua có màu sẫm, thậm chí có một số cua có càng màu trắng giống như thân cua. Chính quyền huyện Miu Lật cho biết số lượng cô lông được nuôi trên địa bàn huyện năm nay đã vượt 320.000 con. Cô lông bạch ngọc có hình dáng đẹp, bắt mắt, hương vị và chất lượng thịt ngon hơn cô lông truyền thống và giá cả cũng không đắt hơn. Trưởng phòng nông nghiệp huyện Miu Lật Trần Thụ Nghĩa cho biết Hiện tại chúng tôi nhập khoảng 5.500 con cô lông bạch ngọc nuôi thử nghiệm để xem kết quả có tốt hay không. Nếu kết quả tốt, chúng tôi sẽ nhập nuôi nhiều hơn trong năm tới. Người nuôi cua cho biết do khu vực miêu lực không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão ra hồi vừa qua, nơi giá cua lông năm nay sẽ tương đương các năm trước. Một con cua lông nặng 4 lạng, có giá khoảng 500 đại tệ. Dự kiến mọi người sẽ được nếm thử món cua này trong dịp quốc khánh.